Qua con đi đâu vậy hả? Em đi đâu vậy? Dạ con đi qua nhà anh Vũ. À, con sao vậy hả? Dạo này con sao á? Tôi gọi điện thoại hoài cũng không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, làm sao? Lúc tôi một mình, lúc tôi cần anh nhất thì anh bỏ rơi tôi. Đến lúc tôi tập được cách sống không cần có anh nữa thì anh lại quay về. Anh điện thoại cho tôi mỗi ngày. Anh có biết là bây giờ chỉ cần nhìn thấy số điện thoại của anh á là tôi sợ lắm không? Mắc mớ gì sợ tôi hả? Tôi vẫn là tôi thôi mà, tại sao phải sợ tôi? Đây nè, tôi nói con nghe nha, cô nhìn kỹ tôi nè, tôi còn sống, tôi chưa chết. Tại sao cô đi lấy chồng làm sao? Đó chỉ là đám cưới giả thôi mà. Đám cưới giả? Cô nói chuyện mắc cười quá. Ông qua tiền đâu có bị khùng. Ông đâu có bị điên mà ông bỏ tiền bỏ công sức ra làm một cái đám cưới giả hả cô? Tại vì mẹ của ông Ba Tị sắp qua đời, cho nên ông muốn tổ chức sớm đám cưới cho con trai của ông. Vậy mà cũng nói được nữa hả? Tôi đâu phải là con nít đâu. Cô nói chuyện sao đối lập quá vậy? Cô nghĩ sao vậy? Một cái gia đình của người sắp chết đang bị hấp hối là đi làm một cái đám cưới giả làm sao? Mà cho dù có thiệt đi chăng nữa, không có ai khùng mà đi chọn cô á. Một người đã có đứa con như vậy. Tin hay không là tùy anh, nhưng anh không có quyền trách tôi. Chính anh là người đã đẩy tôi ra trước mà. Rồi sau đó cũng chính anh đã trao tôi cho một người khác. Nhưng mà cũng may từ đó cuộc đời của tôi đã bước sang một trang mới. À, bây giờ cô mới khẳng định là cô yêu cái thằng con trai của ông Ba Tị chứ gì? Đúng rồi đó, tôi yêu anh Tửu, tôi yêu ảnh hơn cả bản thân mình đó, được chưa? Cô dám nói tôi vậy hả? Anh nhớ lại đi, 5 năm trước lúc bé Ti chào đời, anh đã bỏ rơi mẹ con tôi. Tôi không nghĩ cuộc sống của một đứa con gái quê lên Sài Gòn học nó lại tệ hại đến như vậy. Hết rồi, hết mơ mộng, hết hy vọng. Trong chốc lát thì cuộc sống đã đẩy tôi vào tận cùng của bế tắc. Cuộc sống của sinh viên với bao nhiêu bộn bề lo toan, cơm áo, gạo tiền, thuê nhà, học phí. Người mẹ đơn thân như tôi lại phải gồng mình lên nuôi con. Có lúc tôi đã muốn buông xuôi tất cả, nhưng nếu có ai đã từng trải qua nghịch cảnh giống tôi thì người ta sẽ hiểu. Nếu không vì tình thương con vô bờ bến thì chắc chắn sẽ không ai thiết tha sống thêm một giây một phút nào nữa đâu. Giờ định ngồi đó kể tới Tết luôn hả?
Anh cứ để cho tôi nói đi. Anh cứ để cho tôi nói sao bao nhiêu năm tôi phải câm lặng đi. Đây có thể là lần đầu tiên, và cũng có thể là lần cuối cùng tôi nói. Hôm nay khác quá ha. Lạ đó. Nó nhiều quá vậy. Vượt qua nghịch cảnh, tôi phải cố gắng làm mọi chuyện để nuôi con. Kể cả chuyện mà tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ làm, đó là tiếp viên nhà hàng. Anh đã bỏ rơi mẹ con tôi, bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Thời gian đầu á, thì vài tuần anh còn đến thăm mẹ con tôi vài ngày. Rồi dần dần anh có biết anh tàn nhẫn đến nỗi mà Betty nó hỏi tôi á là ba của con là ai vậy mẹ? Thì tôi cũng nói rồi, tôi phải đi làm xa. Nhưng mà cô thấy đó, tôi vẫn gửi tiền về đều đều mà. Cô nghĩ đi, tôi không gửi tiền về lấy gì cô xài? Đến đầu năm nay, khi mà anh thấy cuộc sống của mẹ con tôi tệ hại hơn, thì anh mới quay lại. Bước ngoặt cuộc đời em là lúc em gặp ông ba trong quán tì tửu. Mà lúc đó em phải gọi ông ta là anh. Lòng tự trọng của em không cho phép em đi theo một người đàn ông lạ về nhà vợ con của ông ta, trong khi anh tuyên bố là không thể nuôi mẹ con em nữa. Em đánh liều thôi, chứ nếu lúc đó mà em không đi theo ông ta về nhà thì mẹ con em sẽ ra sao khi mà anh lại bỏ rơi mẹ con em thêm một lần nữa? Cô nên nghĩ kỹ đi. Ai là người cái bài ra cái trò này hả? Tôi không làm vậy sao cô được như bây giờ? Cô nên nhớ, những gì thuộc về tôi không muốn bất kỳ một thằng nào đụng vô hết á. Anh là người ích kỷ. Rồi sao? Anh chỉ biết yêu thương bản thân mình thôi. Tôi căm ghét anh. Nè, cô im miệng đi. Cô không có quyền phát sáng tôi như vậy. Dù gì tôi cũng là bầu cũ của cô. Tôi không cho phép cô bắt cá hai tay. Anh ơi, nhà có gì mà ôm sùm dữ vậy anh? Ui dạ. Anh, cầm giỏ cho em coi. Ủa, nhà mình có khách hả? Tôi chào chị. Chị mới đến nhà tôi chơi. Chị là bạn của anh Vũ tôi hả? Sao tôi chưa có bao giờ gặp gì cả? Trời ơi, đứa con dễ thương ghê không? Lại đây cô nói chuyện. Đi, lại đây. Ai vậy anh? Anh, em nói anh nghe nè. Nói nào ngay á, sáng giờ em đi khám thai toàn là gặp gì đâu mà chen lấn quá trời quá đất luôn à. Em 5 tháng nè, ngồi hả, em đợi đâu kịp người ta đâu. Mệt quá. Dạ, anh xoa bụng, trời ơi, con nó đạp đau quá anh ơi. Mà chị biết không, nói nào ngay á, là tụi tôi cưới nhau được 4 năm rồi, mà bây giờ mới có đứa con đầu lòng nè. Mong quá trời quá đất luôn đó chị. Mà hả, ảnh á, ở dưới quê á, ảnh thấy tôi á mần ruộng cực khổ, lên đây á mần ăn. Xong rồi á, thấy mần ăn khám khá cái tôi lên đây á, tôi chăm sóc chồng tôi luôn à. Ủa, mẹ ơi, con này là vợ của ba hả? Vậy là ba có hai vợ luôn. Cái gì? Ba có hai vợ? Trời ơi, hai vợ ha? Hai vợ đúng không? Trời ơi, vậy đó hả? Vậy đó mà bác tưởng đâu là con còn thương nó. Con đi kiếm nó, rồi nó cũng không đón con, mẹ con về nữa hả? Rồi Betty làm sao? Con lo được. Ủa? Má thấy con sao á? Dạ thưa má, quá khứ có thể buồn, có thể xấu, nhưng tình yêu chỉ đẹp khi xuất phát từ con tim tình cảm chân thật. Cái gì kỳ vậy? Hôm qua tụi bay còn giống mỏ, tụi bay cãi nhau, rồi bữa nay nói yêu nhau, sao mà rắc rối quá đi. Thôi tôi đi vô tôi lấy đồ, tôi đi vô bệnh viện với ba mấy người đây. Mệt à. Em á nha, bỏ được thằng Vũ á là phước 8 kiếp cho em rồi đó. Đó là sự thật mà.
Em muốn thử lòng anh được không? Không phải là vậy nè. Em muốn gặp anh Vũ một lần cuối. Em muốn nói với ảnh là hãy buông tha em ra. Nếu mà anh còn thương bé Ti, với lại muốn cho anh biết là em đã có bến đỗ rồi. Em nói như vậy là em đồng ý. Em lấy anh làm vợ rồi phải không? Cái gì? À không, em làm vợ anh đúng không? Anh sẽ yêu thương em và yêu thương bé Ti như con ruột của mình vậy. Không. Sao? Em nói vậy là sao? Em không muốn tụi mình làm đám cưới giả. Em muốn tụi mình làm đám cưới thiệt. Được không anh? Anh Tường. Anh. Anh. Cái gì vậy? Cô ở đâu xuất hiện vậy? Anh. Cô tới đây làm chi? Anh. Anh kỳ quá à. Anh nói gì vậy? Bộ có chuyện gì á thì em mới xuất hiện ở đây được hả? Em nhớ anh quá à. Em nhớ anh cho nên em muốn tới đây thăm anh đó. Trời ơi. Không có đâu. Không có chuyện đó đâu. Cô bỏ tôi theo người khác rồi mà. Anh. Anh nghe em nói nè. Đúng á, là lúc trước á là em có tính như vậy. Nhưng mà em đâu có ngờ là thằng cha đó nghèo như vậy đâu. Cái nhà mà thằng cha đó đang ở là nhà thuê đó. Hắn không có một cái của cải tài sản gì hết á. Cho nên á, em bỏ rồi. Chính vì vậy mà ngày hôm nay cô mới quay lại về đây gặp tôi đúng không? Anh đừng có nói như vậy. Anh nói như vậy là tim em đau lắm đó. Em á, đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Chọn tới chọn lui á, không có ai mà đạt được tiêu chuẩn em đề ra hết. Cho nên á, em muốn tới đây để quay lại với anh đó. Anh, mình quay lại với nhau nha. Kim à, chuyện của tụi mình chấm dứt rồi. Anh nói gì vậy? Không phải á, là anh thương em lắm sao? Em không cần phải nói gì nữa. Anh đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi. Tình yêu gì ở đây? Đừng có nói với tôi á là con hồ ly tinh này nha. Đúng. Đây là vợ sắp cưới của anh. 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 Bác sĩ à, không biết má tôi làm sao á mà cái lúc tỉnh lúc mê vậy đó. Lúc tỉnh lên á là vui giỡn chơi với con cháu dữ lắm, mà tới hồi cái là không biết gì nữa hết. Tất cả đều có lý do hết cả đấy. Bác sĩ ơi, làm sao mà cứu giùm má của tụi em chứ. Trời ơi, nhà ngày mai đó là coi như rước dâu, mà nếu như má nằm như vậy thì chết trời. Rước dâu, rước dâu cái gì? Lúc nào chị đừng làm ồn. Tôi sẽ cố gắng thôi, để giúp anh chị. Dạ, bây giờ dạ. Anh chị đừng làm ồn nha. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ. Tôi nói cho mày biết, má tôi mà có chuyện gì á, 10 cái đám cưới đó tôi cũng bỏ đó. Nói gì mà nói được à, bao nhiêu công sức của vợ chồng mình đó, rồi khách khứa đầy ở nhà đó, rồi để gì sao được. Thôi má thì đương nhiên là thương là yêu lắm, quan trọng lắm, nhưng mà cái đám cưới không thể nào mà dẹp được. Có chuyện gì là 3 năm sau mà tôi đám cưới, là ông có hiểu không? Nhưng mà tôi nói cho bà nghe, bây giờ cứ để má nằm đây á, ruột gan tôi không có để lo cái đám cưới đâu. Yên tâm, tôi ở đây nha, tôi sẽ lo hết cho má, tại vì tôi là y tá mà, đâu gốc gác tôi y tá mà, không ai lo má bằng tôi lo được, cho nên cứ để mọi người ở nhà yên tâm mà lo đám cưới. Ông đi về ông coi thiệp rồi có in làm sao, rồi gửi cho mọi người sao, rồi gọi điện thoại cho tôi mọi biết người rồi. Sao để đó, có gì á tôi nói chị Hai với lại thằng Tư nó vô. Không đừng nha, chị Hai á là coi như đụng một cái là khóc, còn tôi cũng làm rối lên á. Chỉ có tôi là má thích nhất thôi nha. Nè, đi về đi. Một mình tôi lo được. Đi về đi, trời ơi, sùm ở nhà mà ở đây làm cái gì. Nhanh. Tôi biết rồi. Ừ. Má nằm đây vui vẻ nha má. Má ơi, má ráng nghe má ơi. Má đừng có đi cái giờ phút này nghe má ơi. Chết vợ chồng con nghe má ơi. Má ơi, má thương con, thương cháu. Má thương con nghe má. Má thương con trai của má nghe má ơi. Má mở mắt ra đi, má khỏe con chở má về. Má ơi, má có chuyện gì con đi theo má ơi. Trời ơi. Ủa,
Tôi với bà có duyên gặp nhau quá vậy ha. Hôm trước á, tôi với bà gặp nhau ở trong viện dưỡng lão á, rồi bây giờ vô bệnh viện cũng gặp bà. Không chừng mai mốt luôn. Ê, ê, không có, không có. Coi như má con á là không bao giờ gặp nữa đâu. Dạ, không, không, không gặp bà nữa đâu. Dạ, đừng, đừng, đừng có mấy cái vế sau. Con không thích. Dạ, dạ, dạ. Vậy hả? Nằm ngủ, mình nằm ngủ đi. Dạ, đang nằm xuống. Nó vậy. Cô là cô dâu hả? Dạ, dâu, dạ, dâu. À, là con dâu đây, đây là mẹ chồng á. Dạ, dạ, dạ. Hồi xưa tới bây giờ, tôi mới thấy lần thứ nhất con dâu mà nó có hiếu với mẹ chồng quá trời nghe. Dạ cảm ơn bà, dạ cảm ơn. Nằm xuống ngồi, nằm xuống ngồi. Nên mà tôi nói thiệt á nghe, tôi thấy vậy á giống như cái chuyện mà cổ tích á, Thổi Khanh Châu Tấn á. Dạ, à, nằm, dạ, nằm 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 nghỉ ha. Dạ, dạ nhắm mắt ngủ nghe, nhắm mắt ngủ. Giỏi 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 giỏi. Má ơi ráng nghe má ơi. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Sống 20 bùng nổ bảng xếp hạng đẳng cấp thần tượng tạo sóng, bứt phá mọi giới hạn, không thể bỏ lỡ. Sống 20, 20 giờ đêm giao thừa trên kênh V Channel, HTV2, V Giải trí, V Drama và ứng dụng V On. Trời ơi, mấy anh chị hai đẹp quá à. Cười tươi lên nha. Khách người ta vô là phải cười tươi lên. Đó kìa kìa đó. Công nhận nha, anh hai á mặc áo vest của bảnh dữ. Cười lên, cười lên, cười tươi lên. Cười gì? Ba nội thì bệnh nằm trong bệnh viện. Tụi bay hớn hở như quỷ vậy. Ba cười quá à. Ổng lẽ đám cưới mà bắt anh chị hai mặt mày chù ụ đón tiếp khách làm sao được. Đúng rồi. Mà sao mấy người cũng lạ ghê vậy đó. Bà già bệnh mà nằm bệnh viện nào ở đâu mà cũng không cho tôi đi vô thăm là sao vậy? Thì từ từ vô thăm chị hai. Mà sao kỳ nha. Đám cưới con tôi dù gì đi nữa nó cũng là cháu đích tôn của má. À, tại sao anh hai không ở đây đám cưới? Đúng rồi. Tự nhiên đến ngày cưới đi đâu mất tiêu à? Ừ thì ổng có gọi điện ổng chúc mừng rồi thì thôi tao đại diện cũng được vậy. Đáng lý là phải có ổng ở đây chứ. Má về. Ủa má. Con. Con trời ổn chứ con, ổn chứ con. Ổn, ổn hết phải không? Ổn cái gì? Tôi hỏi bà đó trong đó ổn chưa? Tại sao bà về đây? Ai ở trong đó chăm sóc má? Ai trọng lo cho má? Em ơi má sao rồi? Má. Con Ngọ đã lo cho má. Má nói là thôi thì con cứ đi về đi. Xong rồi á rồi quay trở vô. Má cũng khỏe. Thôi thôi giờ gì vậy? Đám cưới của con cái thôi giờ hai chồng đầy đủ mặt đây rồi tiếp quan khách để chị hai vô với má. Chị vô để tao vô không tao được. Cho má. Hả? Chị không có vô được. Tại vì sao tao vô không được mày kỳ cục quá đi. Má đang giận chị dữ lắm. Ha? Má nói với em là như vậy nếu mà chị vô á má lên cơn, má còn bệnh nặng hơn nữa. Với lại đám cưới ở nhà là con không có má ở nhà. Thì bây giờ phải có chị chứ, chị là quyền huynh thế phụ. Đúng không hả mình? Đúng rồi, chị hai là quyền huynh thế phụ. Nói chung là mọi người bây giờ ở nhà để cho tôi Út, tôi đem đồ bổ vô tôi nuôi cho má ha. Ê không được. Mày vô thì cũng được, nhưng mà mày không quen tay quen chân, còn tắm rửa cho má nữa. À đúng rồi. Đàn bà người ta làm kỹ hơn. Tôi rành hơn. Trời ơi sao mà mấy đứa này sao kỳ ghê vậy đó. Tôi vô thăm má cũng cho mà bệnh viện cũng cho biết là bệnh viện nào là tụi mấy kỳ quá vậy. Bây giờ phải lo cho thằng Tử nè, cho nó đàng hoàng tử tế, cho nó xong xuôi yên mà. Rồi mình được với má sao, đúng không? Khoan. Ba tỷ à. Em nhìn mặt vợ em coi.
em sao? Em thấy mặt vợ em nó lạ lắm không? Có nó chuyện gì mà mày giấu phải không? Bây giờ là mở làm cái chuyện gì rồi mới nói tôi nghe coi. Mày... mà sao về mặt mày nãy giờ lạ lắm nè. Chị hai, sao chị hai nghĩ vậy? Là tại vì mấy em lo cho má, rồi mấy ngày nay lo đám cưới cho thằng Tử, làm sao mà em tỉnh táo, làm sao mà em khỏe cho được, đúng không nè? Ừ. Ủa gì vậy? Minh Minh. Ba. Gì vậy? Mà sao ba nhà ba? Ba Minh, ba Minh. Má tôi bệnh nằm trong bệnh viện. Ba Minh. Bây giờ tôi không vô thăm được mà còn ở đây vui vẻ đám cưới. Minh ơi, ba Minh biết hết rồi hả Minh? Biết cái gì? Biết cái gì? Biết cái gì? Má. Hả? Hả? Mình biết là đám cưới rất là đông, đúng không? Mọi người đi nhiều là mình không có lỗ. Bà tào lao! Tôi làm con mà tôi bất hiếu quá. Thôi, đỡ bà, đỡ bà. Bà tiếp đi, bà tiếp đi. Khách tiếp, tiếp đi. À dạ. Dạ, dạ mời, dạ mời. Dạ, đây. Dạ, 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 cảm ơn. Dạ, dạ mời chị. Cảm ơn chị. Dạ. À, cảm ơn em. Rồi. Cảm ơn anh chị. Dạ. Rồi ha. Rồi xong đi vô bệnh viện. Bây giờ vô bệnh viện luôn đi. À, không, bây giờ quần áo đầy rồi sao? Trời ơi, tiền thì con à. Tiền bạc tại sao? Đi, bây giờ đồ thôi vô thay đồ. Thay đồ rồi đi vô mà. Nhanh đi. Rồi đi vô cho má. Rồi. Nhanh lên nha, tôi chờ nha. Má đi, má không nói với chị em mình tiếng nào. Chị hai thấy không? Chị ba thương má thấy sợ luôn. Má đi mà không trình kịp nhìn mặt chị, giờ chị khóc quá trời luôn. Dạ. Còn ông hai nữa, ông hai kỳ này không liên lạc được là sao? Gọi điện hoài cũng được. Anh chị ơi, cho em hỏi là ở đây ai là người nhà của quá cố Lê Thị Bảy ạ? Tôi là con trai bả nè. Dạ. À, anh ơi, em hỏi gì nè, là anh lấy hết tất cả các cái tờ viện phí á, anh coi lại coi dư đủ thiếu sao đó anh báo lên phòng kế hoạch tổng hợp, chứ đem xác bác về rồi là bệnh viện không chịu trách nhiệm đâu nha. Tôi đã giữ đầy đủ hết rồi. Dạ. Cảm ơn cô. Vậy thì thôi anh ký giùm em. Dạ. Chưa để em coi lại. À, chết rồi, anh ơi còn thiếu một cái khoản nữa. Khoản dạ. Gì cô? Dạ cái khoản là lệ phí hoàn xác của bác ở nhà xác một ngày. Không, má tôi chết bữa nay tôi xin xác má tôi về luôn, tôi đâu có hoàn lại làm cái gì. Dạ không, hoàn ngày hôm qua, bác mất ngày hôm qua. Cái gì? Dạ. Cô nói gì? Má nói gì má mất ngày hôm qua? Dạ, cô ba mất ngày hôm qua. Quan sát ở nhà xác một ngày rồi. Rồi sao con không báo cho ai biết nó vậy? Sao không báo? Trời đất ơi, trách nhiệm của em có báo mà. Báo ai? Có người nhà xác nhận thì em mới quan sát được chứ. Người nhà nào xác nhận? Tụi tôi là người nhà nè. Dạ, ở có người nhà đàng hoàng đây, có tên đây. Tên người nhà là Lê Thị Tị. Lê Thị Tị. Chị ba. Tại sao vậy chị ba? Má chết từ hôm qua mà chị không báo cho tụi tôi biết. Xin lỗi mọi người, thì ông quên đám cưới thằng Tưởng bây giờ nói ra rồi, nói làm sao khách khứa, làm sao cả nhà, làm sao mày ác quá đi, mày ác quá. Xin lỗi ơi má. Mày im đi, tôi lo cho má tôi xong cái đám này tôi sẽ xử bà sao. Cho tôi nhìn mặt má tôi đi. Má ơi, má đây nè. Má.
Ba, ba đừng giận má nữa mà. Ba ơi, đừng giận má nữa nha ba. Má cũng vì tụi con thôi mà. Tức quá đi. Để nè, con biết rồi, tự tự. Con biết mà, con biết là tự tự. Má mới về. Má về mà. Trời đất ơi, ta nói ôi, chú Út của tụi bay. Chú Út đâu cô hai? Nó đi, nói cái bánh xe nó mềm xèo. Làm sao mà nó cán đinh cán đồ rồi. Giờ phải đem đi sửa. Một chút nữa nó mới về tới nhà đây nè. Quá mệt thằng đó. Út, ba nội. Sao bác sĩ nói là nội tắc thở rồi mà. Chết rồi phải không? Vậy là cũng lạ chứ. Tự nhiên Hà ở dưới quê thấy nó mệt mỏi rồi đi lên đây cái rồi tự nhiên sao nó tắt hơi. Tắt hơi rồi đưa vô trong đó nằm. Nằm thôi suy nghĩ chuyện đời nó chưa có được giải quyết hết rồi nó không vậy. À chứ không có gì hết trơn á. Bây giờ má nghe trong người nó khỏe lắm, không có gì hết. Má, má nói mở ba lên dạ. Trên ngồi đi. Con làm gì ngồi chứ dạ. Thôi mà con để cho vợ con. Để ngồi đó đi. Thôi con lên ngồi đi. Dạ. Con à, vợ con làm gì vậy? Con lên con ngồi đi. Rồi rồi má nói chuyện cho nghe. Dạ con xin lỗi má. Rồi tại vì lúc con có thấy là má đã đi xa rồi, cho nên con mới xin bác sĩ là thôi gửi tạm má ở nhà vĩnh biệt. Nhưng mà sao có gì đâu lạ con. Cái đó là má đang diễn xuất á. À, má thấy con vừa đi là má nói với ông bác sĩ để cho má đóng một cái vở tuồng này để má thử lòng hai đứa con coi có thương má hay không. Vậy thôi cho nên con vừa bước ra là má ngồi dậy liền. Bác sĩ à, không biết má tôi làm sao á mà cái lúc tỉnh lúc mê vậy đó. Lúc tỉnh lên á là vui giỡn chơi với con cháu dữ lắm mà tới hồi cái là không biết gì nữa hết. Tất cả đều có lý do hết cả đấy. Bác sĩ kêu gia đình mình sắp xếp được đưa má về quê. Ủa, chứ má làm gì chi vậy? Má làm vậy má làm được cái gì? Được chứ con. Để hiểu coi vợ chồng con có thật sự thương má hay không. Má, má con xin lỗi má. Mà con cũng không ngờ lúc đó con không biết làm sao má. Đám cưới con tuổi vậy mà nếu như bây giờ đó mà con nói là má đã đi xa rồi thì coi như đám cưới nó phải dừng lại. Cho nên buộc lòng con phải nói dối vậy đó. Đâu có sao đâu má. Thì mình đợi mãn tang 3 năm cũng được mà. Tại sao đợi được con? Con đợi được chứ sao má đợi được. Mãn tang xong 3 năm rồi lúc đó ba con là về hưu rồi nè. Thì bây giờ tiền đâu? Tiền đâu mà coi như là lo đám cưới cho nó đúng không mình? Ba về hưu? Ủa sao má không nói cho tụi con biết? Má thấy chưa? Chút xíu nữa là hủy hoại hạnh phúc của tụi con. Hèn chi. Vậy là ba má bắt tụi con làm đám cưới để gỡ gạt cứu chó đúng không? Con à, không có nói vậy. Con nói vậy là con hổn với mẹ con không có được. Cũng may là má không sao. Chứ nếu mà má thực sự là vậy á, tội của bà lớn lắm đó. Cậu mà con. Cậu. Cái thôi. Chuyện nó lỡ hết rồi. Đằng nào nó cũng lỡ, con có rầy nó cũng vậy thôi. Có điều là nó làm như vậy má cũng nghĩ là nó có cái nỗi khổ của nó mà nó nói ra không được. Bây giờ nó nói ra được rồi mình mới hiểu là cái gì và cái gì. Con hiểu không? Cho nên là theo giờ ý má vậy. Má, cho con nói một tiếng nha. Nói gì nói chứ tội nghiệp mợ ba lắm. Đó, cậu thấy không? Ở trong tình cảnh má như vậy. Rồi giờ về nhà mà phải đóng kịch, phải giả vờ như không có gì hết. Rồi phải đón quan khách, phải phụ lo đám cưới. Trời ơi, mợ ba mà làm được vậy là phải cảm ơn mợ chứ sao cậu rầy. Nhưng mà tôi là tôi giận đây nè. Tôi giận là đáng lẽ má bệnh. Mợ phải nói tôi biết là má ở bệnh viện nào. Tự nhiên mợ giấu. Rồi còn nói ở bệnh viện hiện đại lắm, chỉ khỏi lo đó, người ta hết tất cả.
Trời ơi, tôi làm con mà má tôi nằm bệnh viện mà tôi không biết là sao mà ba. Dạ em xin lỗi. Em xin lỗi chị hai, em xin lỗi má. Tại vì bây giờ mà cứ nói ra là mọi người lúc đó sẽ lo lắng cho má, rồi coi như sẽ mất tinh thần, rồi cái đám cưới của thằng Đủ làm sao. Cho nên con mới đành nói dối như vậy má. Con biết là con có lỗi. Cái sự nói dối của bà đó, chút xíu nữa là vô tình bà đẩy tôi vô cái chỗ cái là con bất hiếu rồi, bà thấy chưa? Thôi con rầy rà nó nữa làm chi, mọi chuyện nó qua hết rồi thì cứ cho nó qua luôn đi. Nhưng mà tức lắm á. Thôi, ăn rồi cứ đi làm từ thiện, lúc nào trên miệng cũng ăn chay, lúc nào trên miệng cũng niệm Phật, mà cái tâm không có thì làm là cái gì? Mô Phật nữa. Thôi trời ơi, khổ quá con à. Bây giờ sẵn gia đình đầy đủ mặt hết đây nè, má có một cái ý kiến này cũng bàn với vợ chồng con với con hai nè. Dạ. Rồi mấy đứa nhỏ mấy đứa nghe đây nè, lấy cho má cái dạ dạ dạ. Má má cái gửi phải không? Gửi rồi sáng rồi phải không? Đây nè. Bây giờ má má có cái sổ tiết kiệm, cả đời má dành dụm được nhiêu trong này đây. Bây giờ thì má cũng gần đất xa trời, không biết chết giờ nào, không đi giờ nào, nó lắc lơ lúc quên lúc nhớ. Cho nên thôi giờ má giao lợi cho vợ chồng con, rồi để lo trong đám cưới cho mấy đứa nhỏ, cho thằng Tú rồi lại con My nữa. Sau đó rồi còn lại dư số tiền nào đó con trả nợ trả nần. Rồi còn lại nữa đó thì con đưa vào cái sổ từ thiện của con á, để khi nào con gặp ai có hoàn cảnh khó khăn thì con cứ lấy cái tiền đó mà con giúp cho người ta. Đó là má mãn nguyện rồi. Mà cái lý do mà má phải làm vậy đó thì má cũng có nói với tôi là má nghe cái chuyện về hưu của cậu. Rồi bị nghe đó, nghe mới là nhập vai luôn, đặng cho nó tròn cái vai diễn đó. Bây giờ thì nó mấy chứ không làm sao mà biết được, con thấy không? Nè, ba nhận cái sổ này rồi đưa cho vợ con. Nói má, má nói nghe lời má thương. Dạ. Rồi cái gì đâu mà khóc. Dạ. Tụi bây khóc làm như tao chết rồi, muốn tao chết thiệt không? Má. Tao giận bây giờ, nè cầm đi con. Dạ thưa má, con là con cảm ơn má nhiều lắm. Nhưng mà cũng tại con, tại con thực dụng, cứ tính toán chút xíu nữa là con hại má. Má ơi, má con không có xứng đáng để nhận cái phần mà coi như là má đã hy sinh cho vợ chồng con, lo cho mấy đứa nhỏ. Con không dám nhận đâu má. Tại sao con không dám nhận? Má cho con thì con cứ nhận. Con nhận để con lo cho gia đình, chứ con có làm gì riêng tư đâu mà con không dám nhận. Nhưng có điều má chỉ dặn con một điều thôi, con hãy nhớ ghi khắc vào lòng. Tiền có thể mua tất cả được hết, nhưng hiếu nghĩa thì con không mua được. Con phải sống làm sao để cho con của con nó noi gương con, rồi cháu của con nó noi gương ba nó, để sau này gia đình được hạnh phúc là như vậy đó con. Nữa con mày thì không chịu về bên đó ở, rồi cứ dày hoài rồi làm sao? Hả? Ủa? Sao nhà gì mà vắng que hết trơn, trời đâu hết trơn rồi? Rồi thằng hai đâu rồi? Gì vậy? Ông hai ông về Mỹ rồi má ơi, ông bỏ về bển luôn rồi. Ủa sao nó về mà nó không chào hỏi má tiếng nào hết trơn hả? Chào khỏe. Ủa cái gì vậy? Chưa chết hả má? Trời ơi, chắc mày muốn tao chết lắm phải không? Tôi nghe nói má bị sao á? Mày muốn tao chết trong mày thế chỗ tao không? Đâu có đâu má. Hả thằng Quỷ? Ông nghe ông hay vô duyên lắm à. Nói chuyện ê, chắc cũng tại ổng nè, chắc cũng tại ổng mà nhỡn nhơ qua lại với chị hai mà anh hai anh tức anh bỏ đi về ngang xương vậy đó. Má cũng nghĩ vậy đó. Đừng đổ thừa con à, đâu phải này tại con đâu. Tự nhiên vô đổ thừa cái vụ đó nè. Chứ còn gì nữa? Không có tôi thì hai với người đó cũng bỏ nhau rồi chứ bộ. Hả? Đang nói là đừng nói với má mà sao tự nhiên nó. Anh nói vậy là sao anh Năm? Trời vậy, dặn đừng nói rồi mà. Mày nói lại gì vậy? Mày nói cái gì vậy?
Hả? Thì hai cứ nói ra đi, cứ hai im im hoài người ta hiểu lầm. Hai sao? Có chuyện gì vậy hai? Chuyện gì? Được rồi, tôi nói luôn nha. Chuyện gì? Không cần nói nữa. Em nói đi, mệt quá, có bỡ hoài, mệt ghê luôn. Thật ra hai với lại cái ông Việt Kiều đó ly dị lâu rồi. Con có thật vậy không con? Sao ly dị mà chị không cho gia đình biết là sao chị hai? Sao con ly dị mà con không cho má biết vậy? Đã nói đừng nói rồi mà. Con xin lỗi má. Tại chị cũng chưa có dịp thuận lợi để nói cho mọi người biết mà. Thôi thôi thôi, giờ sẵn nói thì thôi nói luôn. Thì con có nói với ảnh, con nói là để cho con ở đây với má, ở tới chừng nào mà không thể ở được nữa thì thôi. Nhưng mà anh không chịu nghe. Anh nói nếu mà không đoàn tụ thì thôi ly dị đi. Xong nói vậy rồi cái đưa cái đơn ký thì giờ thách thì tôi ký thôi chứ sao giờ. Má biết rồi. Tại má. Không phải đâu má. Tại má hết á. Tại má mà làm cho con với chồng con phải chia cắt như vậy. Có đâu má ơi. Vợ chồng mà thì nhiều khi ăn ở không hòa hợp thì thôi mình chia tay đâu con có ơi. Má đừng trách mình vậy, không có mà. Có một lần nó điện thoại về cho má, nó nói tại má mà vợ con nó không chịu qua ở với con. Má nói không phải mà nó không tin. Nó cứ nghĩ rằng má cản trở con. Cho nên con thấy không, bây giờ con mới hiểu là tại sao má cứ nặng nhẹ con. Má cứ nói con rồi mẹ con mình cứ xung đột với nhau. Trời ơi. Vậy mà tụi con cứ tưởng á, là nội già rồi khó tính hay vô cớ la mắng cô hai hoài. Tụi con đâu có biết như vậy đâu. Mà tụi con... người ta nói á, nghệ sĩ á, không biết lúc nào diễn lúc nào là thật. Khổ quá. Có lúc thật rồi cũng có lúc giả chứ con. Bây giờ là đặt thật đây nè con. Tụi con nói đúng rồi đó. Nhưng cái nguyên nhân mà má rầy cổ hái của tụi con là tại vậy. Tại như vậy mà má muốn cho con đi mà con không chịu đi. Để cho má cứ rải rác hoài. Con ơi, con đừng buồn má nghe con. Làm sao mà ai buồn cha mẹ bao giờ má. Thôi con, lúc nào con cũng muốn ở gần bên má. Còn chuyện chồng con thì từ từ, khi nào có dịp thì con sẽ điện, con sẽ nói chuyện với ảnh mà. Mà cảm ơn con. Cảm ơn con đã nghĩ tới má mà không nghĩ tới hạnh phúc của con. Nhưng là mẹ mà, con đau một chứ má đau mười lần con ơi. Thôi má mệt rồi, má nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mà tôi không hiểu nha, cha già mắc dịch đó, chả có nghĩ chả là con của má không mà chả nói chuyện với má hỗn láo vậy. Còn chị hai cũng kỳ nữa, chị tự nhiên chị ký vô đơn nói chị hai chị khờ quá vậy. Thì bây giờ nó đến mức là mình phải ký thì phải ký thôi chứ sao. Mày không biết cái tính chị hai mình, nó ngó vậy chứ cứng rắn lắm ha. Thách là chỉ đi làm liền à. Tôi chỉ thấy là tôi xin lỗi anh Năm, chỉ tại vì cái chuyện của tôi mà anh phải mang tiếng từ hồi đó tới bây giờ. Xin lỗi anh. Không sao. Cũng có ý thiệt mà, mang tiếng cũng vừa. Tôi thì vừa chịu đựng được. Tôi sợ hai bị người ta dị nghị. Trời ơi. Hai buồn, hai khổ thôi. Không chịu đựng nổi luôn. Còn muốn xỉu luôn á cha. Thôi, thôi, thôi. Giờ này mà còn đóng. Mọi người đừng buồn nữa. Chuyện cô hai cũng giải quyết xong rồi. Thôi, ba má tính cách nào để trả nợ cho người ta? Hay là... À. Lấy tiền mừng của con nè. À, mợ ba cái hôm đám cưới đó, hay là lu bu cho má trong bệnh viện rồi khách khứa sao mời ít xịt vậy hả? Dạ. Có đủ chi phí không con? Dạ dạ thưa má, chị hai hiểu không, vợ chồng em cẩn thận lắm, coi như là có gửi thiệp nè, thậm chí còn nhắn tin cho người ta luôn đó, mà sao đi ít xíu à. Mà tôi thấy ngộ nghe chị hai, mọi khi đó ngang, lễ nhỏ lễ lớn, tiệc nhỏ tiệc lớn gì ngang, chưa cần báo là quà đem tới nhà chất cả đống rồi. Mà lần này tôi không hiểu sao không ai đi là sao trời. Hay có khi nào người ta biết anh sắp về hưu nên người ta không thèm chơi, tại chơi đâu còn ít lợi gì nữa. Không có đâu.
Tôi đã dặn rồi mà, tôi đã dặn với lại ông sếp của tôi rồi là đừng có cho ai biết. Ủa nhưng mà rồi dặn rồi sao vậy? Ai biết không lẽ? Có đủ chi phí không vậy? Hả? Bây giờ có đủ không? Ôi trời, hoàn cảnh lắm chị ơi. Đó, đưa cho chị hai coi. Ngộ lắm má ơi. Chị hai kỳ lắm nè. Chị hai có thiệp vậy. Đó, hết một nửa là y vậy rồi đó. Ủa sao? Cái gì vậy con? Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Xin lỗi anh chị vì giai đoạn này khó khăn. Chị có miếng giấy vậy thôi, không có tiền. Ủa vậy đó hả? No money. Công nhận. Nhìn thấy hoành tráng quá anh ba. Út, hả? Mày phụ anh coi kiểm tra coi đầy đủ chưa? Trời ơi, cần gì kiểm. Nói gì mà ba cái vụ mà lễ nghi này nó là chưng lên đi cúng kiến là anh là số 1 rồi. Qua cái khủng hoảng, tao sợ tao bị lẫn rồi quên. Có đâu lẫn gì. Nói gì chứ em tin tưởng anh tuyệt đối vụ này. Má kỹ mấy cái vụ này lắm, quên chút má la liền đó. Biết anh là hay mấy vụ này rồi. Nói chung là anh là của anh ba của em là khéo dữ lắm. Mà nhất là nuôi dạy con cũng khéo nữa chứ bộ. Anh nuôi thằng Tổ đó, ngày thấy nó chững chạc thấy ghê luôn. Nó chững mà giờ cái mặt nó già bằng anh luôn. Nó mới đám cưới nó lo lắng nó vậy đó mà. Đó, nó đẹp. Ủa? Trời ơi. Mới qua năm. Ông Việt Kiều về hả? Về. Về rồi. Ê, qua đón giao thừa ở đây hả? Có cửa rồi đó nghe. Anh Nam qua đón giao thừa hả? Nhưng mà khoan, cái tuổi anh năm nay hợp không? Xong đất nhà tôi xui cả năm chết. Bậy bạ rồi. Má ơi, xong cho má ơi. Trời ơi, con ơi, đây đâu? Vô, lấy điểm. Từ từ má ra. Hả? Vui vẻ quá ha. Trời ơi, đẹp ghê đây nè. Trời ơi, thì Tết nhất mà. Con cái nó mai đồ rồi mình đem ra mình bận chứ. Mấy chục tuổi luôn á nè. Chà. Chị hai nói con mới nhìn kỹ nghe má. Sao? Má bận đồ này vô nghe mà má vô má cúng cái bàn thờ của ba nghe ổng bận quá. Thờ quá cung nghệ nào đẹp quá. Ổng đẹp làm sao mà ổng cưới tao để cho có mày. Công nhận nhìn má đẹp lồng lộn. À. Lồng lộn. Trời ơi, cái thằng quỷ này. Cái thằng đó nói vậy đó. À, Tửu ơi, bánh tét xong chưa con? Dạ, chín hết rồi cô hai. Canh lửa kỹ kỹ. Canh lửa kỹ kỹ nha con, để không ấy bánh nó chín hấp giống như cái mặt mày. Mày không ra mày phụ nó mà mày nói không mà. Là gì vậy? Ừ. Con không biết quà gì mà nặng quá trời luôn à. Ai à, cái gì vậy? Quà của ai? Ê, cái gói quà. Ê, cái gói quà này từ hồi nãy giờ tôi nhìn thấy tổng tôi ghi vậy nha. Coi chừng có người gửi thư bơm thư á. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, bỏ ra đi con. Cái gì dữ vậy? Thằng Út này chuyên môn nói bậy không à? Dễ giờ con bơm cái gì vậy? Bậy bà, tao nghe lỏng bỏng trong này mà. Ê, lỏng bỏng. Coi chừng bơm bi. Má biết rồi. Cái gì? Tụi bay đừng có trộn rộn nữa. Nhìn cái hộp là đáng ra được rồi, khỏi cần phải nói gì. Cái gì vậy má? Tết nhất, con bồ con này gửi qua tặng nè. Gì nữa? Có đâu má. Chứ gì? Con đó có bồ bịch gì đâu, con chỉ muốn con rắn cái này thôi à. Cái gì vậy mình? Chồng đó ai biết tương cậu. Thôi nghe trời, mấy người đừng có mà đốt nhà vậy? Tôi nha. Cái gì vậy? Gỡ ra coi đi ba. Thôi mày gỡ ra đâu? Mở ra coi có gì đâu nè. Con à, cẩn thận con, từ từ con. Đúng, tụi bay đứng. Đó, thấy không? Ôi trời ơi. Cái gì vậy? Ôi, gì vậy? Ai ai? Gì vậy? Gì vậy Tư? Cái gì vậy? Bánh sáng luôn. Đây nè, bom nó chưa nổ mà cái mặt mày sắp banh bây giờ đó. Nghe, bánh tét nó sôi lên nó dăm vô mặt mày đó. Trời, ngu như mày... quỷ vậy. Trời ơi, vậy đại quá mà cái thằng này thiệt đâu không biết nữa. Không có gì đâu. Từ từ con nha, từ từ. Cái gì từ từ cái đó. Cái gì cũng phải. Chai rượu. Trời ơi, ông nội ơi tôi. Có cái thơ nữa nè. Con ơi, chắc má chết sớm quá. Cái gì hả? Trời ơi. Vụ gì? Quà của sếp tổng tặng con. Hả? Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên ông này ông chướng vậy? Mọi năm á là thường thường mình đi quà cho ổng. Bây giờ ổng lại đi quà cho mình. Ngược đời thiệt. Dễ hiểu thôi. Cái này là món quà để ổng an ủi anh lần cuối. Coi vậy mà, coi vậy. Ổng cũng sống có tình có nghĩa, không sao. Mày đừng có nói bậy nữa. Vô duyên. Đọc đi ba, đọc đi. Lãng chưa từng thấy. Đọc coi con đọc lớn mà nghe. Con ơi, cái gì vậy con? Sao vậy ba? Cái gì vậy con? Cái gì vậy?
đừng có làm má sợ. Má ơi, con về hưu. Trời đất quỷ thần ơi, cái chuyện ông sắp sửa về hưu, ai ông bị hưu đậu rồi, còn gì nữa. 3 năm sau. Ủa là sao? Là 3 năm sau. 3 năm sau con mới về hưu. Bên nè, ủa nếu như vậy thì ai sẽ về hưu? Ông Tài. Ông Tài nào? Tài giám đốc chi nhánh 2 đó. Sao vậy? Sếp phát hiện được chả ăn hối lộ cho nên cách chức rồi. Đó, con thấy không? Tụi con thấy không? Bởi vậy lời ông bà hồi xưa đó bao giờ dặn mình cũng y như vậy. Dạ. Ăn ở có đức, làm cái gì phải cho nó ra cái nấy, hai bên vai vác, ta chứng cho. Dạ. Mình làm phải là gặp phải, còn dạ, mà hay làm chắc là thế nào cũng bị à. Không dạ, sớm thì muộn thôi à, đúng dạ, không? Dạ. Đó. Bây giờ nhà thoát nạn. Em thoát nạn rồi. Em đâu có gái gú gì đâu, đâu có rượu chè gì đâu. Đổi. Toàn ổng vu oan cho em không? À. Em đâu ăn hối lộ dạ, đâu. À. Con à, nó rối loạn lắm, nó qua hết rồi. Thôi vậy đi rồi ráng đi, năm tới đẻ đứa con gái đặng nhờ. Trời ơi, má ơi, cho vui thôi chứ đẻ gì nổi. Thôi 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 thôi, bây giờ đừng có trộn rộn nữa, làm dạ, ơn giùm tôi đi. Dạ. Lo cúng quải đây nè, đúng dạ, không? Dạ. Mày lỡ mày coi bánh tét dính chưa, đem dạ, lên cho cúng rồi má. Hả? Chút xíu nữa má, chút xíu nữa. Dạ. Vớt ra bỏ. Ê, má. Anh hai. Nghe nói gì hả? Anh hai. Ủa con, nội ơi, chị hai nè. Ủa, con sao con về ạ? À? Ủa, à, tôi tưởng anh hai ở bên Mỹ luôn rồi chứ. Anh về đây để tạ lỗi với má, với chị và hai em. Thưa má, con xin má hãy tha thứ lỗi cho con. Con vì quá thương yêu vợ con cho nên có những lời lẽ xúc phạm không hay với má. Con kính má bỏ qua cho con nha má. Con à, sao con nói vậy? Dù sao đi nữa thì con cũng là con của má, là rể ở trong gia đình này rồi. Nhưng mà lỡ con có nói lời gì đó thì cũng chẳng qua gì, con thương vợ con quá mà con nói như vậy thôi. Má không có chấp đâu. Mà tại vì cũng là con hai hết á, nó không có chịu qua bên đó cho nên nó cứ mà thôi bỏ hết đi, năm cũ rồi. Hai, tới với chồng con đi con. Anh biết, anh biết em vì anh cho nên em chịu nhiều đau khổ rồi gánh những cái phiền toái. Anh xin lỗi em. Rồi giờ ăn Tết xong rồi về Mỹ phải không? Sao em lại nói như vậy? Em biết thế giới này rộng lớn muôn màu. Anh ở nước ngoài không thiếu thốn gì hết á. Anh chỉ thiếu của em thôi. Trời, nó quỷ ta rồi. Không giận. Ông ai, ông Sến thì sợ luôn. Nhưng mà vui vui vui. Thấy gì mày? À, gia đình sum họp thấy vui. Giờ ở đây chỉ còn mình, sót lại mình tôi với Nam Đẹp là bị. Yên tâm. Ông má cũng ráng kiếm con vô duyên là cha gả cho con. Không có má, má. Nói chứ con còn an ủi, con còn đồng minh nữa, bé mi ấy như con. Không có nữa. Sao? Chú Út ấy ai cũng biết, còn con là tại vì con ghét chọn chứ con. Đúng rồi, con là kém chọn thôi. Thân cảnh chút thành ra nói vậy thôi. Dạ. Thôi bây giờ tới rồi, gần tới giờ giao thừa rồi, đem bánh trái rồi lên lấy cái bánh cho con lên đây, đem đây. Tưởng, dạ, nói nghe nè, con gọi điện thoại cho Quế với lại mẹ nó coi. Cậu ba, nhớ con giàu. Alo, em hả? Sao rồi? Hả? Cái gì vậy? Thật không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Không à. Trời ơi, sao giờ này em mới nói? Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Năm hết Tết đến không? Gì vậy? Trời ơi! Cái gì vậy mày? Con? Cái gì vậy? Vợ con! Cái gì vậy? Sao? Trời nó có bầu rồi! Trời ơi! Mày rảnh mày? Mày rảnh lắm! Trời đất ơi! Trời làm hết rồi! Nãy giờ nó hù tôi bom mà cái tiếng này còn hơn bom nữa. Nội ơi! Không dạ. Tao chết là vì mày đó nha! Nghe không? Mới cưới mà nhanh quá má. Sao nó làm lẹ quá à, mà má có cháu cố rồi. Con lên chức nội. Đúng chức rồi. 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 Thắp nhang. Em đem bánh lên con, đem lại bánh. Để má thắp nhang đi. Má ơi, má thắp nhang, má cầu xin cho sang năm cho hai vợ chồng con có đứa con đó má. Em cũng phải có với anh đứa chứ. Anh thèm quá. Từng ngày giái của thần của đất của địa đất. Dạ. 30 dạ, của năm nhâm thìn để bước qua ngày mùng ta xin tổ thần của đất thổ địa chứng kiến để cho gia đình chúng con được luôn luôn vui vẻ,
nay con giái chính phương trời mười phương Phật hằng hà sa số Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ độ trì cho gia đình con vui vẻ đầu năm tới cuối năm, mọi sự bình yên, tai qua nạn khỏi, tụ tài tụ lộc tụ dân duyên. Mô A Di Đà Phật. Mẹ mô A Di Đà Phật. Má chịu, má thay thay thêm cô tí cho thằng hai nó có nhân viên, hai nó có cô tí thay thêm cái đó. Không có tao đó, bà không cho nói nữa. Cũng không ai cho nổi đâu mà. Pháo, pháo. Ê, không được, không được. Pháo không có được, người ta cấm đốt pháo mà làm sao được. Có má yên tâm đi, cái vụ là cấm đốt pháo con biết rồi. Nhưng mà con với thằng Tụ có pháo của tụi con. Thôi vậy? Pháo gì vậy? Cái gì vậy? À, tụi này nó làm gì trời? Mấy đứa làm gì vậy? Không hiểu. Tụ, bắt đầu. Ôi trời ơi. Phúc Lộc luôn bên mình, cuối cùng con thơ ngoan hiền. Ước muốn khi xuân đằng sau, vẫn chung vui cùng con cháu. Gia đình ta họp nhau về đây cầu mong ngàn may mắn. Lời phúc thì sao hoa đồng tiền khiến người ta buồn lỡ. Bạn ấy bán lỡ cũng đáng. Để tìm đường ra trên phía bắc. Cũng không nhận phòng của người xa, chỉ có gia đình ở bên ta. Cơn mơ thì thắm, tình xuân say đắm. Hiện tiền lì xì đám che, vui bên người thân. Sống 20 bùng nổ bảng xếp hạng đẳng cấp thần tượng tạo sóng bứt phá mọi giới hạn không thể bỏ lỡ. Sống 20 20 giờ đêm giao thừa trên kênh V Channel HTV2 V Giải Trí V Drama và ứng dụng VOn.